Ủa anh ơi, bác chiều anh có về ăn cơm với em không vậy? Chiều hả? Chắc là anh không về được đâu, tại hôm nay là anh còn đi gặp khách hàng họp nữa, cho nên là không được rồi. À, em thấy dạo này anh bỏ bê em quá nha. Thôi thiệt luôn á. Thôi rồi, anh xin lỗi nha. Ngoan, rồi anh đi công tác về anh thương nha. Anh ôm cái coi. Thôi được rồi, anh đi nha cục cưng. Dạ, anh đi cẩn thận nha. Bye bye anh. Để tôi coi, anh ngoại tình với con nhỏ nào trong công ty? Trời ơi, đừng có nói là anh Quân bữa giờ lén phén với thằng đó nha. Anh này đã nói là nhẹ nhẹ rồi mà làm mạnh quá, giờ đi không nổi luôn. Khách. Gì vậy? Chị Giang. Lâu quá không gặp chị. Lâu lắm rồi chị mới lên công ty nha. Anh Quân trên phòng á, chị lên gặp anh đi. Nhưng mà khoan đã. Nè, bộ cái mông có vấn đề gì hả? Sao thấy đi đứng khó khăn quá vậy? Dạ đâu có gì đâu. Em đâu có gì đâu chị. Bớt xạo lại. Hồi nãy tôi đứng bên kia tôi thấy hết rồi. Có phải là mới chỏng cái mông lên cho người ta ấy ấy không? Trời ơi chị, mấy cái chuyện tế nhị vậy mà chị cũng nhìn hả? Em đã cố tình đóng cửa rồi, chị nhìn chi vậy? Thằng này. Ơi, làm gì đánh em vậy? Chị, làm gì đánh em? Mày làm cái chuyện biến thái như vậy, còn không cho tao đánh mày nữa hả? Ủa gì mà biến thái? Trời ơi chị ơi, cái này là tâm sinh lý bình thường của người mà. Bây giờ em ứ quá thì em phải ra để cho em khỏe người chứ. Chứ em để vô đây em bệnh em chết làm sao? Trời ơi! Nói gì biến thái? Chị nói chuyện gì nặng nề quá, tôi đừng có đánh nữa. Thì ra, từ bữa tới giờ, mày dám lén phén với anh Quân. Cái gì lén phén anh Quân? Khoan nha. Con cấn gì chỗ này nè, cấn gì nè. Làm sao mà em lén phén với anh Quân được? Nói gì kỳ vậy? Chứ là cái gì nữa? Rõ ràng bây giờ còn chối nữa hả? Trời ơi chị ơi, bây giờ em bị cái mụn nhọt ngay cái mông. Em nhờ anh Danh đánh nặng giùm em. Mà bây giờ chị nói em lén phén với anh Quân là sao? Em đâu có làm gì đâu. Cái gì? Mụn nhọt? Chứ nãy giờ chị nghĩ vậy? Chị không tin đúng không? Để em có tôi đỏ hỏng đây nè. Biết thấy gì rồi nha. Ôi trời, thời thế thay đổi rồi. Bây giờ mình nổi mụn nhọt nghe mông mà cũng bị nó biến thái nữa. Ôi trời, nó bảo vệ khổ dữ trời. Hên quá, may là anh Quân không có chơi bê đê với nó. Chứ mà có hả, chắc mình giết chết nó luôn quá. Thôi, sao mà trời nó nóng mà nó rát giống như ai chết ớt vô đó rồi trời. Nóng quá. Thì ra là cái con kế toán này, lần này chắc chắn là không nhầm lẫn gì hết. Trời ơi, sao vậy? Bây giờ vẫn chưa hết nữa hả? Thôi được rồi, lên xe đi, ha, đi. Anh Quân! Ủa? Em? Sao em lại đây? Em đi mua sắm, vô tình đi ngang qua đây, thấy anh đang chở bồ nhí đi chơi nè. Ủa? Em nói cái gì vậy? Chở bồ nhí đi chơi là sao? Giờ anh nhân viên của anh mà bộ nhí vậy? Thôi đi, anh đừng có chối. Tôi thấy hết rồi, bây giờ còn chối nữa. Trời ơi em ơi, em có vấn đề cái gì không? Bây giờ anh với nhân viên của anh là đang đi gặp khách hàng, chứ không có một cái chuyện gì mờ ám xảy ra hết. Anh có thể đi một mình được mà.
Nhưng mà bây giờ cũng cần có người đi chung với anh để mà xử lý công việc, để ghi chép lại chứ. Một mình anh làm sao kịp được. Thôi được rồi, khỏi cần giải thích. Anh giải thích cho vui hả? Chồng do cũng như đó à, bớt diễn lại. Rồi bây giờ ý em nói là sao đây? Úi trời, cái sao nè, thấy người ta có bạn gái rồi thì né xa xa ra, cứ sát vô làm gì vậy? Có ngày vô bệnh viện. Em sao tự nhiên em đánh người ta? Sao không có lửa sao mà có khói được, đâu có gì mà tự nhiên đâu ha. Anh lạnh nhạt với tôi, bộ tôi không cảm nhận được hả? Bởi vậy tôi mới đi theo dõi anh nè. Trời ơi, em, anh không hề ngoại tình, không có bất kỳ cái gì hết. Mà sao em cứ một mực khẳng định như vậy? Hả? Bây giờ em có bằng chứng gì không? Anh khỏi phải hỏi bằng chứng. Nè, sáng nay tôi bỏ cái bao cao su có tẩm gia vị là muối ớt đó trong túi của anh đó. Rồi sau khi quan hệ thì cái chỗ đó nó làm sao? Nóng lên, nóng bừng bừng lên, rồi nó rát. Sao? Đúng không? Hả? Giống y chang nhỏ này đang bị đó. Này, em nói là cái này đó hả? Hả? Ủa? Sao còn nguyên vậy? Em không nói là anh không biết có cái này phía sau túi anh luôn đó. Vậy cái con nhỏ này nó tôi mất dạy. Cha mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy cho. Mày, anh Quốc, người ta đánh người yêu anh mà anh còn đứng đó nhìn cười được hả? Tôi đâu có coi cô là người yêu đâu. Là sao? Không nghe rõ hả? Tôi nói cho cô biết, tôi không còn coi cô là người yêu nữa. Anh, mày thắc mắc lý do tại sao lắm chứ gì? Để tao cho mày biết tao là ai và lý do tại sao tụi tao giả điên giả khùng. Con quỷ yêu này nó có cho địa chỉ ma không ta? Sao tìm hoài nãy giờ không thấy địa chỉ đâu hết. Alo, chị ơi, ngày hôm qua em đặt bánh của chị nè, hôm nay em lấy mà sao em tìm hoài địa chỉ em không có thấy đâu hết vậy? Ủa chị ơi, chị đang đứng khúc nào vậy chị? À, khúc nào hả? Ủa? Alo, alo. Sao chị im đây chị ơi? Chờ chút nha, tôi gọi lại liền. Ủa? Cái con nhỏ đó là bồ của ông Quân mà ta. Sao nó đi khách sạn với thằng khác? Mình có nhìn nhầm không trời? Em ngoại tình nhanh không sợ ông bộ phát hiện à? Trời đất ơi, ở nhà đó là em là người nắm quyền. Nó thiệt với anh nha, nó sợ em còn hơn sợ cọp nữa. Con chó mà em chỉ con mèo nó cũng không dám cãi nữa. Dữ vậy ta? Sao bên cạnh em anh hiền quá vậy ta? Thì tại vì em thương anh hơn thương nó đó. Nhìn vậy mà nóng quá. Nóng thì nó cái kỳ ha. Ơi nóng quá. Thương em nhất. Cái nè. Sao, hiểu ra mọi chuyện chưa? Chắc bất ngờ lắm đúng không? Đáng lẽ là tôi phải nói thẳng với cô rồi sau đó là chia tay cô mới đúng kìa, nhưng không. Tôi thấy là cô quá đam mê diễn xuất cho nên tôi mới nhờ bạn của tôi đây nè, diễn với cô một vở diễn đó. Sao? Thấy vui không? Cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng như mày mà ghen tuông với ai? Bản thân mình dơ bẩn mà đi so sánh với người khác, nghĩ là ai cũng như mày hả? Thôi thôi bạn ơi, con nhỏ này tính đánh phụ đầu mình, hiểu không? Làm cho có nhiều lý do nhất để mà hả tôi không nghĩ là nó đi ngoại tình, hiểu không? Mà công nhận con này nó ác bẩm sinh nha mày. Sao vậy? Thì nó chép với ớt vô cái bao của mày, lỡ may mày ngoại tình thiệt, mày đeo vô coi như là tắt cái chỗ đó khỏi xài đó mày. Trời ơi, ác dữ luôn á trời. Mà thôi, kể bây giờ mình ở đây mình xong việc mình rồi, còn ai làm như thế nào á, tâm địa người ta tự biết. Đi anh Quân. Biển mày, cút. Tính dở trò. Anh ơi, em
xin lỗi anh nha, em lỡ dại, tha thứ cho em hả? Bạn tao nó giàu chứ nó không có ngu, chỉ cần một lần mày dơ là nó tránh xa cả đời rồi. Biến đi mày. Đúng rồi đó, đi đi, giữ lại tự trọng cho mình đi. Còn cô càng nói nữa tôi càng khinh thường cô thôi, biết chưa? Cảm ơn bạn nha, may nhờ có bạn, không có bạn chắc nó dắt tôi đi xa lắm luôn á. Thôi ơn nghĩa gì, ba chào nhậu là quá ok luôn. Ok, anh xe. Dứt. Đấy.